Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review nước hoa mà chai nhà nước hoa hôm nay mà mình review cho các bạn á. Đó là nhà Nautica. Đó là chai Voyage, Nautica Voyage. Thì chai nước hoa này á, cái người perfumer, người điều chế chai nước hoa này á là ông tên là Maurice Russo, là ông này nè các bạn. Đó. Ông này là ông điều chế cái chai Nautica Voyage này. Thì ông có điều chế một số chai nước hoa như Be Delicious của Deacon Wine, rồi Must Ravager của Friedrich Moore, Jasmine 17 của Le Labo, với lại Labdanum 18 của Le Labo. Đó. Thì giá tiền của chai nước hoa này á, thì ở trên website của Nautica thì họ bán 62 đồng 50 cent, nhưng mà các bạn có thể kiếm chai này giảm giá rất là rẻ, như vô mấy cái chỗ mà bữa mình mới quay á, là Marshall, TJ Maxx hay là Ross, Burlington đồ á, thì chai này tầm chừng 25 đồng đổ lại, 25-20 đồng đổ lại thôi. Thì mình mua chai này 25 đồng ở trên Amazon á. Thì nhóm nước hoa của chai này nó gồm có hương đầu, nó có các nốt hương xanh hay còn gọi là green nose, với lại táo, hương giữa của nó có mimosa, hoa sen, hương cuối của nó hổ phách, xạ hương, rêu sồi, gỗ tuyết tùng. Thì thực sự cái chai này mình chỉ ngửi được có một nốt hương đó thôi, đó là cái mùi xanh của nó rất là xanh. Còn mùi táo mình ngửi hơi, không biết có phải không, nó có giống như mình ngửi giống như có mùi táo thôi, còn mấy cái mùi hương giữa, hương cuối rồi mình thua luôn. Xạ hương á, mình nói là mình thính mũi với cái mùi xạ hương lắm, nhưng mà cái chai nước hoa này nó xanh thôi, nó không có, mình ngửi không có được cái mùi xạ hương của nó. Lưu hương trên da của nó thì mình được khoảng hơn 10 tiếng các bạn, cái này nó lưu hương rất là tốt. Lưu hương trên quần áo là đương nhiên là nó hơn rồi. Đó, thì chai này ưu điểm của nó là được cái lưu hương tốt. Rồi độ tỏa hương của nó thì khi mà mới bắt đầu xịt á, thì từ lúc mới bắt đầu xịt cho tới 1 tới 2 tiếng sau á, thì nó tỏa hương mình nghĩ nó khoảng một cánh tay. Thì sau 2 tiếng trở đi á, từ 2 tới 4, 5 tiếng á, thì nó tỏa hương gần khoảng chừng nửa cánh tay đổ lại thôi, không có xa. Thì trong tới 5 tiếng trở đi á, bắt đầu nó thành skin scent này các bạn. Đó, là phải ngửi, đưa mũi gần mới ngửi được. Nhưng mà khi mà các bạn đi ngang qua một ai đó thì đứng đi ngang gần người ta thì người ta ngửi được, tại nó có nó cái độ sias của nó cũng ok thôi, chứ không có tệ cho lắm. Dùng vào dịp gì thì mình nghĩ cái mùi hương này dùng bất cứ dịp gì các bạn. Độ xịt bao nhiêu lần á thì cái chai này nó xịt rất là mạnh nha các bạn. Đây mình cho các bạn coi nè. Cái giò nó xịt mạnh lắm, cho nên các bạn không có cần phải xịt nhiều với cái chai này. Nè, các bạn coi này nha. Đâu mất tiền đây, để mình xịt vô đây. Oh shoot, không có thấy. Ok, để mình che này lại cho các bạn thấy nha. Đó, các bạn thấy không? Xịt nó tỏa ra rất là mạnh. Mình sợ nó dính vào cái mùi này. Ok, thì đó, quay trở lại review á là nói chung là cái chai này các bạn không có cần phải xịt nhiều, xịt chừng 3 shot. Nếu mà bạn nào quen xịt trên người á thì xịt chừng 3 shot là ok rồi. Đó. Ok. Thì mình nói tiếp á là độ tuổi khuyên dùng á, thì các bạn biết không, cái mùi hương này nó ở mấy đứa mà ở bên bên đây nè, mấy đứa mà học sinh chừng cấp 2, cấp 3 thì mình ngửi, mình nghe nó xài mùi này rất là nhiều. Đó. Cho nên mình nghĩ là chừng các bạn chừng lớp 10 trở đi là xài được rồi. Đó. Rất là trẻ, cái mùi hương này rất là trẻ. Tính cách á, thì cái mùi hương này dạng sạch sẽ thôi, nam tính, rất là nam tính đó. Về giá tiền á, thì chai này mình chấm 5/5, rất là rẻ, các bạn chừng 25 đồng đổ lại thôi. Độ hấp dẫn của chai này á, thì để mình nói cho các bạn nghe là hồi sáng á, khi mà mình đi làm á, mình xịt hai mùi, chai này là một nè, với lại towel là hai. Thì cái chai towel mình xịt ở sau gáy mình, với lại xịt hai bên vai, còn cái chai này mình xịt ngay cái cổ tay, cái khuỷu tay, với lại ở cái phần áo phần dưới. Thì cái mình mới, khi mà mình vô trong công ty mình hỏi ba người thì giống như là hai người á thích cái mùi Nautica Voyage này, không có thích cái mùi Tower, tại nói cái Tower nó mùi nó toát quá, nó tối quá. Còn cái này Nautica này ngửi họ thích, tại vì nó sạch sẽ. Mình hỏi họ có phải là fresh clean không, họ nói yes. Hỏi họ masculine không, họ nói yes.
Rồi còn cái tower thì giống như họ nói là nó hơi tối, nha. Họ không có thích ngửi cái mùi mấy cái chai nít này, nhiều khi họ không có quen. Còn cái người thứ ba thì cái người đó lại thích cái chai tower hơn là cái Nautica này, tại vì họ nói là cái mùi Nautica này nó so popular. Đó, theo như cái người thứ ba nói là giống như là I smell this everywhere on most of the men. Đó, giống như là họ ngửi giống như là trên người của rất là nhiều người đàn ông, là cái người thứ ba ngửi á. Thì cái chai tower đó thì cái người thứ ba họ khi mà cô ấy ngửi á, thì nó hơi lạ mũi, cho nên nhiều khi cổ thích đó, giống như vậy thôi. Thì có nghĩa là mình xịt hai chai này thì coi như là chai này nó thắng hai, hai người đều thích chai này, còn chỉ có một người thích cái tower thôi đó. Thì nói chung độ hấp dẫn á, thì để, giống như á, theo như mình á là phụ nữ họ thích cái mùi này tại nó nam tính, nó sạch sẽ đó. Còn đối với cá nhân mình á, mình thấy cái mùi này nó ok thôi, nó không có phản dạng, nó thiếu cái yếu tố mà wow á, mình đã nói cho các bạn á, đó là giống như ngửi cái wow vậy đó, nó thiếu cái yếu tố đó, nó cho nên mình thấy cái mùi này ok thôi. Độ lưu hương của nó đó là mình chấm nó 5/5, nó lưu hương rất là lâu các bạn, lưu hương rất là lâu. Còn độ tỏa hương của nó mình chấm nó 4/5 thôi, nó lưu hương dạng ok thôi. Độ linh hoạt của nó thì mình chấm nó 5/5, xài bất cứ dịp gì rất là dễ xài. Thì tổng số điểm của chai này là 4.6/5 điểm. Thì để mình tóm tắt gọn cái chai nước hoa này là rẻ tiền nè. Mà các bạn kiếm những cái chai nước hoa, ví dụ như các bạn mà có ý định mua Acqua di Gio nè là một nè, hay là Burberry Acqua Amara đó, thì bây giờ cái chai nó bị discontinue rất là khó kiếm. Hoặc là như dạng như Versace Buon, Versace Ufri đó, thì mình nghĩ mấy cái chai đó nó sẽ mắc hơn cái chai này. Thì nếu mà bạn nào mà thích cái mùi hương mà sạch sẽ, mà dạng giống như mùi nó xanh, nó aquatic đó. Cái này nó aquatic nhưng mà nó ít hơn, nó mùi hương nước rồi nó ít hơn cái Acqua di Gio. Cho nên những bạn nào mà bị dính với mấy cái Acqua di Gio đó thì có thể chọn cái này làm giống như là alternative, như cái phần thay thế đi. Nó thì 25 đồng rất là rẻ. Rồi cái điều thứ hai mà rút ra được á là phụ nữ họ rất là chuộng cái mùi này, tại vì ngửi trên một người đàn ông rất là nam tính, rất là sạch sẽ, mà cái mùi hương này rất là phổ biến đó. Nói chung là rất là nhiều người xài. Độ lưu hương của nó cũng rất là lâu. Nếu những bạn nào mà ví như bên Việt Nam đi xài cái chai này, nó có nghĩa nó có thể lưu hương tới 8 tiếng hơn luôn á. Độ linh hoạt nữa đó là nó rất là dễ xài, xài bất cứ dịp gì nó cái mùi hương nó sạch sẽ, giống như là các bạn mới vừa tắm ra vậy, nó rất là sạch. Đó thì nói chung á là chai này là không có gì mà nó chê, chỉ có một cái á là cái mùi hương nó không có độc quyền, hiểu không các bạn? Giống như là khi mà các bạn ngửi qua, các bạn mình ngửi được cái mùi này ở đâu rồi, thì nó cái dạng nước hoa mà cái dòng giống như Nautica Voyage này á, rất là phổ biến trong mấy cái dòng designer, cho nên đó là điều không có gì phải ngạc nhiên hết á. Đó, nó chỉ thiếu cái độ uniqueness, là giống như độ độc quyền độc đáo của nó, độ giống như đó, nét riêng của nó đó. Đó chỉ có vậy thôi. Còn mà nếu mà các bạn chỉ muốn một chai nước hoa mà rẻ tiền nè, sạch sẽ, dễ xài, xài bất cứ dịp gì, nịnh mụn, giống như là rất là dễ chịu, không có gây phản cảm tới ai, thì đây là một chai nước hoa rất là tốt nha các bạn. Đó, tới với tầm giá tiền chừng 25 đồng á, rất là tốt. Đó, chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn vào clip sau. Chào tạm biệt.